Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel của em. Hôm nay rất vui lại được gặp quý vị và các bạn ở một video tiếp theo. Hiện tại em đang đứng ở trên con đường Hùng Vương, con đường cũ là Lý Thái Tổ. Buổi sáng hôm nay thời tiết cũng không có đẹp lắm quý vị. Ngoài trời rất là gió luôn và kèm theo những đám mây đen làm cho khung cảnh ở ngoài đường nó cũng trở nên rất là buồn và vắng lặng luôn. Hôm nay là ngày 6 Tây tháng 4 năm 2022. Nhiệt độ ở ngoài em đo được là khoảng 22 độ C, đổi ra được là 71 độ F. Mấy bữa nay gió rất là mạnh luôn á quý vị, thành thử ra là nhiệt độ ở ngoài nó cũng không có nắng gắt lắm. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và bình an. Hôm nay em xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn tình hình cuộc sống của bà con tại khu vực Chạy Mát. Chúng ta sẽ đi về cập nhật khu vực chùa Linh Phước để xem tình hình khách du lịch ngày hôm nay như thế nào luôn. Và sau đó thì em sẽ đi về khu vực Nam Hồ để chia sẻ đến quý vị và các bạn một số biệt thự nguyên căn cũng như là homestay cho thuê. Em đã đứng ngay bên trong chùa Linh Phước, cảnh bà con mình buôn bán ở đây buổi sáng hết sức nhộn nhịp nè, có đông du khách. Khách du lịch á, mặc dù là chưa đến thứ bảy chủ nhật nhưng mà có những đoàn xe từ các tỉnh như là Vũng Tàu đưa du khách đến khu vực chùa để mà tham quan cũng như là đi lễ. Lượng khách trong sáng ngày hôm nay em cũng thấy rất là đông. Bà con cô bác mình bán những mặt hàng đồ ăn đồ uống rất là nhiều nè. Du khách từ các tỉnh khác lên tham quan chùa Linh Phước để mà cầu bình an cho gia đình cũng như là người thân. Dạo này ở khu vực chùa Linh Phước á, ngày nào cũng có lượng du khách ghé đến tham quan, trong các ngày cuối tuần á, thì càng đông hơn nữa. Ở đây có bán trứng gà nướng này. Còn ở đây thì lượt chỉ có 10.000 một cái thôi. Lượt chiết xuất từ gân, một số cái đồ đấm lưng, đấm bóp. Ở đây có dao ua, phô mai, nếp cẩm, rồi bánh tráng nướng, hành. Em đang đứng ở bên đường, có một bác đang đi bán kẹo bông gòn. Những cây kẹo bông gòn rất là đẹp, được chú đi bán dọc theo các tuyến đường. Ở đâu có trường tiểu học á, thì chú sẽ đứng ở đó để bán. Bây giờ thời tiết nó cũng nắng quý vị, thành thử ra là chú cũng ngồi ở đây một quán nước nho nhỏ để nghỉ mệt. Sau đó thì sẽ lên đường bán tiếp. Cảnh vật ở hai bên đường ở đây á, nó rất là vắng lặng, bình yên, nó mộc mạc, không có xô bồ như là ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Khu vực này năm xưa đó là khu vực Đa Phước. Ngày nay khu vực này thuộc phường 11 của thành phố Đà Lạt. Còn ở đây bán rất là nhiều các mặt hàng rau này. Rau thì được bán với giá bình dân để cho cô bác bà con ở xung quanh xóm có thể là ghé đến mua vào mỗi buổi trưa cũng như là buổi chiều. Còn bánh cuốn thì chỉ có 20.000 đến 25.000, rất là bình dân. Em đã đứng ngay con dốc sương mờ. Buổi tối thì đây được gọi là khu vực thung lũng đèn. Còn buổi sáng thì người ta gọi là dốc sương mờ. Có những làn sương vào buổi sáng rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em xin đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta đi cập nhật tình hình ở một con đường nữa. Có nhiều quán cà phê đẹp. Nếu như quý vị và các bạn đi Đà Lạt thì có thể ghé đến những quán như thế này, vừa có đồ ăn sáng mà cũng vừa có cà phê luôn. Đây là lối mà chúng ta đi xuống quán cà phê Túi Mơ To, rất là nổi tiếng rồi. Ở ngoài đường em thấy người ta treo rất là nhiều các cái bảng luôn để mà chỉ đường á. Khi mà quán đông khách quá thì người ta sẽ để một cái bảng là hết bàn rồi. Khi đó du khách sẽ không phải xuống nữa. Để mà xuống tới nơi á,
phải quay đầu lại nó mất công. Những cái bảng ở đây được bà con mình đề rất là dễ thương luôn. Quán cà phê này em cũng đi một vài lần rồi. Nếu như quý vị và các bạn đi vào đây á, thì nên đi vào buổi tối nó mới đẹp quý vị. Bởi vì ban đêm á, chúng ta vừa ngắm cảnh đèn lồng mà cũng cảm nhận được cái không khí se se lạnh của buổi tối. Rất là thú vị luôn. Có một số cái góc á, mà rất là nhiều bạn thường chọn để ngồi. Rất là ấm cúng luôn. Buổi tối thì có thể là để xe ở ngoài này nè, có người trông coi. Tuy nhiên thì xe to thì chúng ta không thể nào xuống này được. Có những bạn thuê xe máy đi du lịch, cũng như là người dân ở các tỉnh, các huyện khác á, thì cũng hay đến quán cà phê này lắm. Quán cà phê Túi Mưa To ở đây em thấy có một cái điều đặc biệt, đó là có một cái vườn cúc họa mi màu trắng rất là đẹp ở phía trước sân á, và rất nhiều bạn trẻ thường ghé đến đây để làm một tách cà phê sữa hoặc là sô-cô-la nóng, rất là ngọt ngào, cũng như là nghe những bài nhạc rất là nhẹ nhàng luôn, khiến cho có một cái cảm giác nó bình yên. Và ban đêm á, thì quý vị và các bạn cũng có thể là chụp hình với những bông hoa cúc họa mi, bởi vì ban đêm họ trang trí rất là nhiều các cái ánh đèn ở xung quanh vườn cúc. Còn bây giờ em đang đứng ngay con đường Nam Hồ. Ở đây là một cái homestay được người ta trang trí màu vàng rất là bắt mắt nè. Con đường này thì bắt đầu từ đoạn đường Hùng Vương mà chúng ta chạy về đến trường tiểu học Nam Hồ. Rồi bên phía thì phải có con đường chúng ta sẽ băng ngang qua đường ray về đến Hồ Than Thở. Con đường này em rất là thích đi luôn. Bởi vì nó yên tĩnh, không có nhộn nhịp xô bồ. Ngày nay cũng chính vì điều đó rất là nhiều cô bác anh chị mua đất ở đây. Thường là những người ở nơi khác lên đây mua đất rồi kinh doanh, mở khách sạn, rồi homestay. Còn đây là trường tiểu học Nam Hồ. Ở trong khuôn viên của trường còn rất là nhiều các cái cây thông luôn, nơi mà các em thường nô đùa với những cái gốc cây thông vào mỗi buổi trưa. Ở đây khá là mát. Đây là quán cà phê Nam Hồ với một không gian yên tĩnh mát mẻ, em cũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn luôn. Nếu như quý vị và các bạn chưa ghé đây thì có thể ghé đây thử, bởi vì em thấy có một cái không gian nó bình yên, rất là hay hay. Còn ở đây là quán cà phê Yuberry. Chúng ta sẽ đi về bên tay trái. Đây là quán cà phê được người ta trang trí theo kiểu Hàn Quốc, thu hút rất là nhiều các bạn trẻ đến đây. Chủ yếu là các bạn trẻ thường từ lứa tuổi rất là trẻ luôn đến đây để mà chụp hình với những cái góc theo kiểu đường phố Hàn Quốc, rồi các quầy tạp hóa, rồi các cái tiệm nước người ta bán theo kiểu Hàn Quốc và Thái Lan, các cái sản phẩm đồ uống. Vào đây chụp hình với diện tích khoảng hơn 1.000 m². Giờ mở cửa đây là từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều và giá vé là 90.000 cho một người. Cái này đã bao gồm cả nước uống và chụp hình luôn. Địa chỉ ở đây là 27 con đường Trịnh Hoài Đức thuộc phường 11 của thành phố Đà Lạt.
Bây giờ chúng ta sẽ xuống một căn homestay rất là nổi tiếng ở trên con đường Trịnh Hoài Đức, đó là homestay Lâm Phượng Cát. Đối với khu vực này thì có những cái căn nhà nho nhỏ, giá thuê một căn như vậy hồi tháng trước là khoảng 400.000 cho một căn như vậy là một đêm. Một căn như vậy á, thì quý vị và các bạn có thể là ở được 3 người đối với một gia đình nhỏ. Ở đây thì rất là thích hợp luôn. Có dịp thì em sẽ vào đây giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn. Còn đây là homestay Vườn Thảo Mộc. Những căn nhà nhỏ như thế này, giá cả thì tương đối là bình dân. Xe máy thì chúng ta có thể là để ở ngoài, rất là an ninh luôn. Tuy nhiên thì ở đây xe lớn không có xuống con dốc này được. Và đến vị trí này, em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.